Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trưa hôm nay mình xuống mới về chạy qua chợ để mình soạn một mớ full get để mình gửi về cho ba đơn, hình như ba đơn, bốn đơn gì á. Mình không nhớ là có một đơn, có một chị khách ở dòng Ghiền Kiên Giang. Thì 5 cặp full get với lại là 2 cặp full gold. Thì đơn thì bên mình là đi tổng đơn từ 400 ngàn trở lên thì mình sẽ ship cho các bạn nha. Còn đơn mà dưới 400 ngàn thì mình không ship, tại vì hiện tại mình là cái đơn ít quá, mình không có đủ chi phí, cho nên là các bạn cũng thông cảm ha. Rồi thì các bạn mua nhiều loại cũng được, nữa nhiều loại nhưng mà tổng tiền lại là miễn đủ 400 ngàn thì mình ship cho các bạn. Đây là cái hồ trống full ghép nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình soạn 10 con trống full ghép gửi về như là ở Nghệ An. Đơn này là chắc là mình sẽ đi Phương Trang đây. Đó, thì mình sẽ soạn cho ảnh là trước là 10 cặp full ghép trước đi. Đó, mình vô bịch sẵn luôn. Rồi còn cái 5 cặp full ghép của chị ở dòng Việt Kiên Giang nữa thì một lát sẽ soạn riêng cho vô bịch riêng luôn. Đó. Còn cái hồ máy thì bên kia, để một lát qua soạn máy rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Cá thì mình gửi các bạn ok đàng hoàng, không có tập lỗi gì hết. Tại vì nói chứ combo thì combo, chứ mình cũng soạn kỹ cho các bạn chứ đâu có vớt không bậy bạ được, cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Đây, full ghép. Full ghép thì nói chung là dòng này thì cũng khá kén người chơi, cho nên là các bạn cũng cân nhắc ha. Mình cũng nói trước luôn chứ để có sao thì mình nói vậy. Rồi xong, bây giờ chút xíu mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Chút vô bọc xong đi mình sẽ quay cho các bạn xem cái quay ngang cho các bạn xem. Rồi thì đây là mình đang soạn cá mái cho các bạn này. Đó. Mái thì nói chung là có những con mà nó bầu sẵn luôn, với lại những con chưa có bầu. Tại vì hiện tại các bạn thấy không, hồ thì mình hồi nãy mình quay riêng cho các bạn xem, hồ thì nuôi trống mái riêng hết trơn, không có nuôi chung, không có thả vô chung cho nó ghép. Đó, còn một số con ở đây nó có bầu là do là lúc tách á, mình tách còn sót một số con trống nè, cho nên là hy hữu lọt những con đó có bầu nhưng mà số lượng nó là ít. Đó. Rồi xong. Rồi thì đây là 15 cặp full gold duy bông. Trống thì trống lộn xộn, vừa có trống gen vừa có trống duy bông luôn, vừa nuôi đẹp mà vừa nuôi đẻ được luôn. Thì đơn này mình sẽ gửi về Đắk Nông cho một anh khách ở Đắk Nông nè. Đó, thì cá mà sau khi mà đóng vô túi rồi thì nó sẽ như thế này ha. Đó, mình bóc đại một bịch để mình lên để mình quay cái chiều ngang cho các bạn xem. Tại vì cái full gold tại vì cái full gold này á là ít khi nào mà mình quay chiều ngang cho các bạn xem, đa số mình quay top view không à. Đó. Rồi thì cá mà full gold này các bạn nếu mà muốn đẹp á, nếu các bạn về các bạn nuôi chơi, các bạn dễ tí thôi thì chỉ cần bỏ vô trong cái nền nó hơi tối tối xíu, ví dụ như các bạn nuôi cái nền hang tổ ong á thì nhìn lên màu rất đẹp, hoặc là nuôi dứt luôn lên trên cái nền đen luôn thì nhìn cá rất là đẹp. Còn khi mà mình nuôi muốn dưỡng phải nuôi trên nền trắng hay là nền vàng. Rồi xong, đơn này thì về Đắk Nông thì mình sẽ quấn keo gia cố rồi hết, rồi xong rồi mình sẽ xíu đi gửi chung với mấy cái đơn kia luôn. Đơn này thì 5 cặp full net với lại là 2 cặp full gold ribbon. Đây mình sẽ đem lên mình quay cho các bạn xem cái chiều ngang. Đây. Đây. Đây là 5 con trống full red ha, sau khi đóng vô túi rồi thì full red này mình đóng vô túi rồi mình quay nó thấy nó méo sọ méo tùm lum hết trơn à. Còn khi mà mình bỏ trong hồ sơ mình quay thì rất là đẹp. Đó, thì đóng vô túi rồi các bạn thấy không? Đó đó, mình giờ quay về lại thì nó bị méo đuôi là do cái bịch này các bạn, nó cong quá. Rồi máy ha. Rồi, ổ lộn, bịch nãy là trống, bịch này là mái nè. Đây, mái đây. Đó, quay thì các bạn xem sơ qua vậy thôi chứ đóng vô túi rồi thì quay hơi khó nhìn xíu. Rồi, ở dưới là hai cặp phương gôn duy bông. Rồi, xong một cái đơn này. Rồi, ở đây là 10 cặp full red, 10 cặp này thì về Nghệ An. Rồi, mình sẽ quay từng bịch cho các bạn xem luôn ha. Rồi, đây là bịch mái nè. Đây. Đây là mỗi bịch là 5 con hết, thì hiện tại mình đang đóng là 5 bịch, 5 túi, mỗi túi là 5 con. Bịch này là trống, ấy lộn, bịch này là mái luôn. Rồi các bạn xem, các bạn đánh giá ha. Đó, nhưng bây giờ vô túi rồi thì nó hơi khó nhìn một xíu. Còn các bạn muốn xem kỹ, các bạn xem là những cái clip mà mình quay ở trong hồ sô á. Như cái clip trước là mình quay trong hồ sô. Cái này là mình vô túi rồi, mình quay nó hơi khó nhìn. Đó, nhưng mà cái đuôi với lại vai lưng của nó rất là đẹp luôn các bạn. Hàng này nói chung là bán giá như vậy cho các bạn thì rất là ưu đãi rồi. Đó, thì tùy cái chất lượng cá, ví dụ có full red thì nói chung là nó có nhiều giá lắm bạn. Có những
lòi đẹp nữa là 500-600 nghìn một cặp luôn là chuyện bình thường á. Đó, còn cái tầm 20 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn cũng có nữa. Giá nào nó cũng có, quan trọng là cái chất lượng của con cá thôi. Đó. Rồi đây là mỗi bịch là 5 con hết. Rồi xong. Thì đơn này là mình sẽ gửi về Nghệ An cho ảnh. Rồi giờ mình sẽ có cái đơn này đi Phương Trang các bạn ơi. Còn 3 đơn lúc nãy là đi GTH giao tận nhà. Tại vì những cái khu vực đó của khách không có xe Phương Trang cho bắt buộc mình phải gửi gửi dịch vụ giao tận nhà thôi. Nhưng mà mình vẫn luôn ưu tiên gửi Phương Trang cho các bạn. Nếu như ở chỗ các bạn có Phương Trang thì cá nó đi nó sẽ khỏe hơn. Còn đi GT thì nó không bằng, nó không bằng cái đi Phương Trang. Cho nên là khu vực nào các bạn có Phương Trang là mình sẽ gửi Phương Trang cho các bạn nha. Rồi xong bây giờ mình sẽ đóng thùng lại, mình sẽ đi gửi chung với những cái đơn lúc nãy luôn. Rồi xong giờ gửi đi các bạn ơi. Thùng này 10 cặp Phương Trang về xe Phương Trang về 17 Dương Văn An Nghệ An nè. Có thùng này thì về dòng miền Kiên Giang, còn thùng này thì về Hà Nội Thạch Thất, thùng dưới đây thì về Đắk Nông. À, thì tổng cộng là 4 thùng. Giờ chở ở đây có phát hiện thùng quên quấn keo, giờ phải quấn keo lại xong rồi mới gửi đi được các bạn ơi. Rồi xong.